Trương Mỹ Lan đã mua chuộc cả đoàn thanh tra gồm 41 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. Theo nguồn tin từ VTC News, Trương Mỹ Lan chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng SCB dùng tiền mua chuộc đoàn thanh tra để bưng bít các sai phạm. Trong đó, người nhận hối lộ nhiều nhất là hơn 118 tỷ đồng. Bộ Công an xác định, khi thanh tra tại ngân hàng SCB, bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, 4 lần nhận hối lộ tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương phải hơn 118 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra, phụ trách Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước cũng nhiều lần nhận tiền từ SCB, tổng số là 390.000 đô la Mỹ, hơn 8,7 tỷ đồng và hiện đã giao nộp toàn bộ. Một người khác trong đoàn thanh tra là bị can Nguyễn Văn Thùy, cựu phó ban kiểm tra của một ngân hàng kiêm phó trưởng ban giám sát tài chính quốc gia, đã 6 lần nhận tổng cộng 21.000 đô la Mỹ, 60 triệu đồng cùng nhiều quà tặng là áo sơ mi, áo phông, yến từ SCB. Ngoài các bị can thuộc Cơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều tra còn cáo buộc 4 cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận từ 470 triệu đồng đến 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 11 người là thành viên tổ giám sát các giai đoạn từ năm 2016 đến 2022 cũng nhận quà của SCB trong các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, họ đã chủ động khai báo, giúp tiến hành điều tra và trả lại quà nên không bị xử lý hình sự.